ngày 10 tháng 12 vừa qua đã có 4 lô đất đấu giá thành công tại Thủ Thiêm. Trong đó, cá biệt có lô 3 12 được công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao Việt đại diện cho tập đoàn Tân Hoàng Minh trúng đấu với mức giá 24.500 tỷ đồng, tức là mỗi mét vuông đã chạm ngưỡng 2,4 tỷ đồng, gấp 8 lần so với giá khởi điểm. Đây cũng là mức giá đất cao nhất tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, đồng thời là kỷ lục giá đất tại Việt Nam. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ có thêm những bên hưởng lợi nhiều và bên gặp bất lợi sau viên đấu giá vừa qua. Theo ông Châu, có thể xét đến 3 trường hợp hưởng lợi từ việc giá đất thủ thiêm xác lập kỷ lục 2,4 tỷ đồng 1 mét vuông. Trường hợp thứ nhất, nếu các doanh nghiệp chúng đấu giá thực hiện đúng các bước thủ tục, nguồn tranh lệch này góp phần phục vụ lợi ích cộng đồng, theo ông Châu xét ở góc độ này, nhà nước, người dân và doanh nghiệp cùng hưởng lợi vì mục tiêu phát triển chung của thành phố. Trường hợp thứ hai, giá đất mới sẽ xác lập có lợi cho các chủ đầu tư xung quanh khu Thủ Thiêm đã nộp tiền sử dụng đất vì không phải lo lắng khoản chi phí này bị đội lên trong tương lai. Và trường hợp thứ ba, mức giá mới cao gấp 8 lần vừa xác lập tại Thủ Thiêm, các chủ đầu tư bất động sản tọa lạc tại bán đảo này đang thế chấp ở ngân hàng có thể định giá lại tài sản để vay thêm vốn.